starting to sing so fine. Inhi xin kính chào quý khán thính giả của Đài Loan Sài Gòn TV. Chương trình Inhi and Friends tuần này trở lại với một người em gái có một cái giọng nói không thua gì mình. Đó là nữ ca sĩ Vân Thanh. Chị chào em. Em chào chị. Đó, quý vị thấy không? Hôm nay đó mình nhất quyết là chị thấy là mình làm chị. Mình có cái giọng nói cũng giống như mình có cái giọng nói như nhau. Bắt xong đó mình là twin. Thôi mình phải mặc áo đỏ, em mặc áo đen. Đỏ đen đen đỏ. Hôm nay rất vui là gặp được em. Và chị nói chuyện với em mấy lần rồi phải không? Em có đến cái chương trình của chị một lần với lại chị Phượng, Ban Phượng Cầm. Đúng, đúng rồi. Nhưng mà chưa bao giờ được thưởng thức em hát. Có, thưởng thức em hát trên sân khấu thôi. Nhưng mà không bao giờ được gần gũi như vậy. Nhất là hôm nay là có anh nhạc sĩ Lê Huy. Cảm ơn sự trở lại của anh. Hello anh. Chào chú. Vui lắm là hôm nay anh Lê Huy chịu đựng vì cái sức khỏe cho phép nên thứ là ảnh chịu đựng và muốn ở lại để mà cùng chung vui với anh nhạc sĩ Đắc Lăng. Chào anh. Và cô nhà anh Trung, anh Kevin, em gọi anh Kevin all the time, anh Kevin, anh drummer. Nói tới hôm nay rất vui là quý vị cũng đã từng nghe ý nghĩa giới thiệu là Vân Canh là con gái yêu dấu của anh Đắc Lăng. Yeah. Nhưng ngoài, ở ngoài phải gọi là anh em. Phải không? Phải không? Bố cứ muốn vậy, giấu tuổi già. Đúng rồi, bố cứ như vậy hoài à. Bố, nhưng mà thường thường là vậy đó em. Thường thường là những người mà nhạc sĩ, ca sĩ hoặc là các bác, các chú lớn tuổi thì lại rất là thích những như chị không có trẻ nhưng mà như mình nên kêu bằng anh chị, phải không anh Đắc Lăng? Đáng lẽ là ảnh là chị kêu phải bằng chú. Không anh, nhưng mà thật sự ba em rất là trẻ. Cái cảm tưởng của em như thế nào lúc mà em ngồi chung một phòng với ba em, nhất là nhà của ba em? Cũng vui là bố có một cái chỗ để mà relax, vì bên này thì không có diễn hàng đêm như ở Sài Gòn. Cho nên là có một cái không gian này cũng nhiều phần mà bố gặp cô Kimberly cũng cùng chung một cái yêu nhạc rồi nó sóng dánh đèn màu vậy. Cho nên là cũng chăm chút để mà có một cái chỗ sân chơi nhỏ nhỏ thì bố em cũng vui và cũng mừng. Rồi. Còn anh Lê Huy với em thì em kêu anh Lê Huy bằng chú phải không ạ? Anh Lê Huy nói là em cũng phải kêu bằng chú đó. Nói cho anh Lê Huy với chị thì quen biết lâu rồi. Thì em với chú Lê Huy thì gặp nhau từ qua ba em hay là gặp nhau lúc nào ạ? Bố có nhắc chú Lê Huy, bố có bạn là chú Huy ở San Jose. Rồi có một dịp chú Huy mới mời hai chị em lên đó để hát cho phòng trà của chú. Hôm nay Vân Khanh thật sự là đặc biệt là đến đây vì... chính là muốn gặp chú Huy. Khanh rất là nể phục cái sự gọi là ý chí của chú qua những cái biến cố vừa rồi, bệnh rồi này kia, nhưng mà mỗi lần đọc chú post trên Facebook là mắc cười lắm luôn á, phải nói là và học được rất là nhiều, tại vì Khanh nghĩ là trong một cái hoàn cảnh khi mà mình chấp nhận đó là đã giải quyết được một nửa vấn đề và sau khi mình còn hài hước nữa thì coi như cái vấn đề nó sẽ còn rất là nhẹ, mà chú là nhìn thấy chú cười là thấy là còn yêu đời và còn ngon lành lắm nữa. Đúng rồi. Life is too short, Vân Thành. Okay. Anh có thể nào có thể gọi là vì mình có cái sự tiếu lâm và mình hiểu đời thì có phải là làm cho cái sức khỏe mình nó hồi phục nhanh hơn không anh? Không phải vấn đề tiếu lâm mà vấn đề lạc quan. Lạc quan. Dạ. Không, phải dùng chữ lạc quan thì đúng hơn. Dạ. Thì lạc quan như vậy thì có vẻ là có thể giúp cho được cái sức khỏe của mình và cái sự hồi phục của mình nó nhanh hơn. Một người có tính lạc quan thì gặp bất cứ một cái problem nào
không phải chỉ vấn đề sức khỏe mà những cái chuyện mà mình gặp ngoài đời đó mình có thể vượt qua dễ dàng hơn những người khác, chứ không phải là vượt qua được liền. Yeah. Nhưng mà so với người lúc nào cũng bi quan, nằm nhà khóc là lo một mình ấy, thì cái người lạc quan ta dễ vượt qua hơn. Vậy đối với chị giống như em cảm thấy là chú Lê Huy là một người lạc quan, quá lạc quan luôn đó. Quá luôn đó chứ. Quá luôn. Chú bán còn miếng. Không, chú này cho tôi chứ không có bán. Tiền bạc đối với chú không là gì cả, phải không anh? Chú lấy cái cảm hứng. chú lấy cái động lực nào, hay là chú tìm thấy, chú cảm giác như thế nào mà chú có được lại cái sự lạc quan qua những cái đó việc tùy tính mỗi người khó lắm. Cái đó không có. Có một số người có thể học được cái tính đó nhưng mà khó. Chú nghĩ là chú nghĩ cái đó là tùy tính của mỗi người thôi. Vậy đối với em cũng như là hai anh đang đằng sau thì nói tới lạc quan giống như ảnh cũng nói là không phải là dễ. Còn đối với em thì như thế nào? Em thì có niềm tin vô Chúa nên là em cầu nguyện thì thấy cũng đỡ. Rồi em đọc mấy câu hay tìm những cái gì. Ví dụ như mà coi Facebook mà tự nhiên thấy cái của chú Huy, thấy ồ chú hay quá, sao mình vớ vẩn này. Thì lại suy nghĩ khác hơn. Em qua Mỹ như là cũng được 3 năm. Dạ không, 8 năm. Ồ 8 năm. Cái 8 năm trời chị cũng đã phỏng vấn em rồi, nhưng mà 8 năm trời của em thì chắc cũng nhiều cái sự trải qua đó phải không em? Không, em cũng bình yên lắm, tại em chọn sự bình yên. em đâu có chọn cái sự bình yên đâu cưng. Em tại sao em lại chọn cái sự bình yên mà để ba em quẩy tứ tung bu xa đi nè. Em nói vậy oan cho anh quá. Một năm nay là anh đi tu luôn. Cái này cũng là tùy tính mỗi người. Hình như là mình nên đổi qua chuyện khác đi. Tại vì nói một hồi đó anh mà xế miệng vô là đắc dân chỉ có chết thì bình thường thôi. Vui giang, cái đó là mình thường thường được cái cô mình móc ra phải không em? Thì anh Trung Minh ngồi đằng sau nói tôi cũng biết nhiều lắm nhưng mà tôi không muốn xế miệng của tôi. Đừng lôi tôi ra mà. Tôi ngồi trong các kẹt có reason. Nói tới cái hát thì chị biết tới em á là em chuyên trị và em là cái sở trường em là những bài hát về Carpenter rồi những bài hát ngoại quốc. Vậy đối với em á thì em có hát những bài hát Việt Nam không? Em cũng hát nhiều nhạc Việt Nam lắm chứ. Hồi xưa ở về Sài Gòn là Khanh cũng đi hát nhiều chỗ mà cũng chung với cô Lan Ngọc lắm nè. Và nhiều phòng trà hay cô cháu gặp nhau lắm, nhưng mà cái ở Ân Nam á thì Khanh chưa có dịp gặp và cô lại thôi. Thì em cũng vừa hát nhạc Việt Nam vừa hát nhạc ngoại quốc. Là cũng hát nhạc vũ trường đó. Dạ, là đúng hát rồi. Nhạc tour cũng tour, như là rồi, đủ loại nhạc kêu phòng trà, bên đây kêu thính phòng đó. Đúng rồi, nhạc thính phòng. Dạ. Vậy là những cái loại nhạc nào đối với em là em thích nhất? Thật sự không biết bây giờ có phải em hồi tin không, bây giờ thì em lại thích nhạc trẻ. Hồi trẻ giống ba em rồi. Chứ có tin máu. Anh Nguyễn ngồi gồng từ nãy giờ nói chứ muốn nói lắm, nói không được, muốn nói lắm mà nói không được. Phải không anh? Thôi bây giờ để cho anh đàn một bài hát để cho anh khom xuống, anh không cần nói nhiều bất công rồi. Mất có anh lộ ra nhiều chuyện phải không anh? Bây giờ đó thì lát nữa đây thì mình sẽ gửi khán giả những bài hát ngoại quốc. Nhưng mà chị muốn nghe em trình bày một hát nhạc Việt Nam. Dạ. Thì em muốn lựa bài nào để mà gửi đến khán giả? Một bài hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Minh. Nhạc phẩm Tình Khúc Buồn. Tình Khúc Buồn. Wow. Vậy là xin mời quý vị thưởng thức. Dạ. Một nụ hồng cầu mong
chẳng lạnh lùng. Em như một người mộng mà ta hằng ngại ngùng. Sẽ dù ta nguyện nhớ một ngày thoáng mây đưa, chuyện tình đã như mơ. Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng. Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào. Sẽ qua đi ngày tháng, tình rồi cũng xa xưa. Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. Chợt người đến với tim ta, xóa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong manh, có chơi vơi ngược dòng đời, nghiệt trùng dòng sông có vui. Ôi sao người miệt mài, ngày vui nào còn dài, ta ưu phiền từng ngày. Vội chôn cuộc tình gây, chết đi bao lời nói. Rừng nào có xa mưa, tình nào sẽ như thơ. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm. Cô qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay. Sâu husky và nó vừa thấp nữa, phải không anh Lê Huy? Yeah. Tiếng miền Nam vậy, thôi không dám nói rồi. Anh nói đi, anh nói. Không được. Không biết được hai chú, không biết được hai chú. Lúc mà em ở bên Việt Nam, bắt tại vì cái thời đó anh Đắc Lan với anh Lê Huy, em đi hát được bao nhiêu năm rồi, mười mấy năm chưa? Nhiều lắm, từ 14 tuổi. 14 tuổi đã đi hát rồi.
giống như lúc mà chị mới bắt đầu đi hát á, cái giọng hát của chị á, thường chị không có hai mặt em, nhưng mà nó không được chấp nhận. Thì lúc em mới khởi đầu em đi hát á, có em hát những cái bài nào trước? Tại vì nhạc Việt Nam đâu phải là dễ hát, hát nhạc tiếng nhạc Mỹ thì ok, thì đối với em như thế nào? Thật sự ở nhà là nghe bố mẹ dợt nhạc, cho nên là em nghe nhạc Mỹ nhiều. Bố mẹ cũng hát nhạc Mỹ nhiều. 14 tuổi mà hát nhạc yêu đương thì cũng ít khó mà hiểu không anh? Có hiểu cũng không được, với lại không đại khái là cũng không quen lắm. Thì bài đầu tiên em nhớ là em hát bài Right Here Waiting For You. Xong rồi hát buổi trường thì Dancing All Night. Mấy cái bài kiểu vậy. Thì mấy cái bài đó, mấy bài khởi đầu. Thì sau này thì em, lúc mà em chuyển qua nhạc Việt Nam, em hát trong nhạc Việt Nam vô, thì em có cần phải tập luyện và có thầy dạy không em? Thầy dạy là nghe mẹ hát rồi. Không, em không có đi trường lớp. Thì ở nhà dạy nhau thôi. Là cái khiếu từ lúc mà còn nhỏ phải không em? Dạ. Trời cho. Là đáng lẽ con phải kể chuyện con đi hát ngày xưa. Dạ. Là bố đàn mẹ hát. Dạ. Con cầm cái thùng tiền đi xin tiền. Chuyện nó là như vậy đó. Ok. Tại sao mới phải hát, bố mẹ hát là biết hết. Ông kia đó nghe hơi thảm quá. Có khi nào trong một cái club mà gia đình bốn người hát chung với nhau không? Không. Chưa bây giờ. Cái đó là một điều rất là phí. Anh đã dùng chữ phí. Tại vì thời gian thì càng ngày càng trôi. Mà ngay bây giờ ba cha con tụ tập ở đây ấy, anh cũng rất muốn có một cái show của ba cha con làm cùng. Nhưng mà hai con gái anh ấy thì mỗi người nó lại có một cái thời điểm không làm được. Bây giờ tụi anh đang timing lại cái thời gian xem có thể làm được không. Nếu mà làm là phải nhờ ý Nhi đó nha. Ôi vậy hả? Em làm gì ta? Anh Huy, phải nhờ anh Lưu Huy chứ, phải nhờ em làm gì? Không, anh còn... Bảo show ngồi đây nè anh. Ngày xưa còn đến club còn chưa làm được nữa, bây giờ sao làm được? Đối với anh Huy thì anh cảm thấy như thế nào nếu một cái ngày nào đó mà anh Đắc Lân cũng như hai đứa con gái của anh, rồi cả anh nữa, rồi đương nhiên anh Trung ngồi đằng sau nữa, thì học lại có thể mình làm một cái chương trình nho nhỏ, thì anh nghĩ như thế nào? Ủa, mình làm trên nó chưa Đắc Lân hả? Vân Quỳnh, Vân Khanh đó này. Chưa có một lần ở Blur là lúc tôi mất bắt đầu qua Mỹ. Không, trên 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 clip trên trên có lúc có đó, chứ có một lần có rồi. Yeah. Yeah. Có một lần. Yeah, nhưng mà đại khái là lúc đó là giống như show của hai chị em thì bố bè đồ vô thôi, bố chứ kể vô, dạ, kể vô, chứ kể không vô. Không không được, cũng được được nhắc tới. Dạ, bố là ban nhạc trong lúc bố không đó. Nhớ là có hay không. Dạ. Vậy em đi hát, vậy lúc mà em qua bên Mỹ này 8 năm thì cái vấn đề là cái sinh hoạt của em thì cũng on and off không em? Khi mà nhận được giấy kêu phỏng vấn là đã nằm vác tay lên chán rồi, có nghĩa là đã hiểu là không làm được nghề giống như ở Việt Nam rồi, thì là quyết định như nào. Thì em nghĩ đóng cánh cửa này thì mở cánh cửa khác. Thì thời gian mới qua đây thì cũng chưa có quen được nhiều người. Cũng có người này người kia biết em, tại vì người ta về Việt Nam xem em hát nhiều mấy vòng trà thì qua bên đây nhận ra mặt, thì là cũng kêu đến nhà party cũng hát nhỏ. Rồi hai chị em cũng làm một vài số là cầm cũng được. Nhưng mà thật sự cũng giống như là hồi nãy chị, mấy cô, mấy chú có đề cập là hát bán vé rồi làm show, bây giờ muốn nhưng mà còn nhiều cái phải nghĩ đến lắm. Còn em thì em đôi khi cũng muốn nhưng mà nghĩ đến cái vụ bán vé lại mất hứng rồi. Đúng rồi. Cho nên là em lại thôi, hay là thôi, là vì nó làm mất cái feel của em đi. Đúng rồi. Cho nên thà em giữ một cái góc riêng của em thích thì em hát, hay là những bạn nhỏ party nhỏ nhỏ, những người thật là mình hợp á thì mình hát cả sáng đêm chả sao. Thì em nghĩ là như vậy. Dạ, cái đó chị cũng nghĩ như vậy. Em lâu lắm rồi không nghe em hát, mà em ngồi nghe em hát thấy đá cái lỗ tai của chị luôn. Không dừng lại, khán giả cũng được thưởng thức một cái giọng hát husky, và nhất là nhạc Việt Nam mà có giọng hát husky mà vừa thấp như vậy á, bồ sẽ xuống không nổi luôn em. Phải không anh?
đâu phải là một cái chuyện dễ. Em nhất là nhạc Việt Nam mình là phải thoát rồi, phải giọng hát phải cao ráo, chứ còn mà giọng hát mà trầm á nhiều khi cũng khó đạt được cái sự không. Nhưng mà em thầy bố em cũng nói vậy, là hồi nãy em nghe cô Lan Ngọc hát thì em thấy giọng xuống trầm của em còn thua cô nhiều lắm lắm luôn. Giọng cô là quá đặc biệt. Đúng, nghe cô hát mà sao mình hát không được cái bài đó, là không phải những hát mà phải có cái giọng mà phải thoát mà còn phải có mà cái rất là rõ nữa. Đúng rồi, yeah. Đúng rồi, không phải dễ. Đó cũng là mỗi người trời phú cho mỗi giọng khác nhau. Em cũng alto nhưng mà cô là bì alto đâu xuống như phải dữ luôn. Thì đối với em với chú Lê Huy thì em có ca với chú Lê Huy lần nào chưa, hay là lần này lần đầu tiên? Dạ không, mấy lần ở San Jose khi mà chú còn phòng trà đó. Dạ. Thường thường nó cũng đi phòng trà của chú thì cũng đã từng hát qua. Ok, vậy là nói tới bây giờ thì mình phải nghe Vân Khanh hát một bài hát nhạc tiếng Anh để cho khán giả nghe. Thì những bài hát nhạc tiếng Anh thì tại sao Khanh lại lựa Lavender, cái giọng hát thì vì nó giống mình nhiều hơn, hay là cái bài của ca sĩ nó dễ hát? Em thần tượng nhóm Carpenters từ hồi nhỏ, mà em toàn nghe rất là nhiều bài hát của nhóm đó từ hồi nhỏ, còn bắt chước phải giống nữa cơ, nhưng mà càng ngày lại càng không giống rồi. Tại vì em có cái style riêng của em rồi. Cái giọng của Carpenters em, với lại cái lời bài hát của em cũng rất là thích nữa. Vậy nếu bây giờ hát bài hát kế tiếp để em gửi đến cho khán giả của đài Little Sun TV thì em muốn lựa một bài hát gì để gửi đến cho khán giả và tại sao phải lựa cái bài đó? Ngoài nhóm The Carpenters thì Khanh cũng rất là yêu thích một cái nữ ca sĩ mà cái chất giọng rất là trầm và cái cách hát Khanh cũng rất là thích. Đó là nữ ca sĩ Anna Marie, và sau đây là một nhạc phẩm của cô, đó là bài hát You Need Me. Tại sao You Need Me? Tại sao cái thích cái bài này? Có những kỷ niệm nào mà tốt đẹp hoặc là những kỷ niệm xấu không? Không, chỉ đơn giản là thích thôi. Chỉ thích bài đó thôi. Yên xin mời quý vị thưởng thức bài You Need Me. You might be dry. I was confused. You cleared my mind. I sold my soul. You bought a thing for me and gave me all and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world and on my own again. You put me high upon the pedestal. See eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you. And you were there. Should I leave? I'd be a fool. 'Cause I finally found someone who really cared. You held my hand when it was cold. When I was lost, you told. You gave me hope when I was at the end, and turned my life
begin to do it again. You even couldn't be afraid. You give me strength to stand alone again, to face the world and on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. Bài này chị cũng thích lắm, cái bài này chị hồi đó cũng nghe rất nhiều. Nói với chị thì chị nghe rất là nhiều bài khác. Oldies, em rất là mê Oldies. Anh Đắc Lăng hả? Anh là có năm trong tay là đó, anh có nói với em là anh thuộc 200 bài. Nói người ta tưởng mình nói dốc mà thật sự như vậy. Tại vì ở Việt Nam đi làm nghề, một đêm ca 2 đến 3 chỗ, mỗi chỗ đâu có phải là ca 3 bài giống như các ca sĩ bình thường đâu. Nhạc Việt Nam mới ca như vậy. Còn anh ca ở club thì từ 5 đến 10 bài là chuyện rất bình thường. Mà 2-3 chỗ thì cứ phải nhân lên như vậy. Thành ra không muốn thuộc cũng phải thuộc. Đối với anh Lê Huy thì thường thường lúc mà mình đến nhạc á, mình có biết trước là ca sĩ nào tới. Tại vì ban nhạc là thường thường ở một cái tụ điểm, như mình cũng nói chuyện với anh Huy. Chứ còn thì bài nhạc thì như thế nào? Thì có nhiều ca sĩ họ tới họ đưa bài để cho anh liền. Dạ, về trường hợp bên này là bên Việt Nam ngày xưa. Ở bên Việt Nam. Bên Việt Nam ngày xưa. Bên có Việt... tập trước không? Tại vì ngày xưa đó như là em có ca chung với anh thì em phải cũng tới dập dờn trước phải Việt Nam à? Ngày xưa thì chiều nào ca sĩ cũng phải tập ở ban nhạc hết. Còn bên này thì sao? Bên này thì nếu mà hát cho phòng trà đó, không, anh nghĩ là bên này cũng bài nào cũng phải tập hết đó. Tại vì khi mời ca sĩ hát thì nó là một cái chương trình đặc biệt rồi, chứ không phải là ca sĩ của ban nhạc, ca sĩ local. Thành ra phần đông là có tập hết. Có những ngày xưa đó chị đi show, cùng cái thời mà đi show đó anh, không phải trong vũ trường mà những cái show thường đó anh, mỗi một lần mà tới mà mang nhạc rap vô một cái đó ca đó, mạnh ai nấy đi. Là rất là khó, là tại vì mình cũng phải hiểu là có rất là nhiều các nhạc sĩ, cũng như ca sĩ ai cũng bận rộn, đâu có giờ để mà rap chung đâu anh. Không, cái vấn đề là tùy theo ban nhạc. Bây giờ phần đông đó, những cái nhạc pro đó thì ai cũng đọc bài được hết. Ta chỉ cần một người đầu tàu viết bài ra, rồi ban nhạc đọc là theo. Chỉ có vấn đề nó khác nhau là như thế này. Đánh nhưng mà có được cái feeling hay không? Nhạc Việt Nam thì nó dễ, là nó dễ cũng không dễ đâu, nhưng mà nó dễ là nhạc ngoại quốc. Nhạc ngoại quốc chưa chắc nhìn bài hát mà đánh được ra bài. Tại mỗi bài nó có cái style riêng của nó, có cái tempo riêng. Thành ra phần đông kia nhạc ngoại quốc đó là phải biết bài hát. Hồi nhạc trẻ Việt Nam đó, mỗi ban nhạc, hồi đó mấy người trong cái ban nhạc trẻ đó thì thực phần đông là ít có người mà học căn bản lắm. Thì thí dụ ráp lại 4-5 người thành một ban nhạc, cố tập chừng 20-30 bài để đi làm show, và chỉ biết có vậy thôi. Nhưng mà bây giờ ngồi nghe lại những cái đó hay không thể tưởng tượng được, tại vì bắt chước y chang trong đĩa. Và cái nhà ngoại quốc là phải bắt chước để mà lấy được feeling đó. Anh có một cái ý kiến nữa về tiếp theo của anh Lê Huy, là anh thấy riêng cái để anh phân tách giữa nhạc Việt Nam với nhạc nước ngoài. Anh không có vọng ngoại, nhưng tại sao anh thích? Là bởi vì hồi xưa anh đi làm club Mỹ hay là anh đi làm ở những cái bar, một ban nhạc ca sĩ lúc nào có đứng trên sân khấu hết, không có kiểu mà đi chợ một người này lên ca, tới giờ tôi ca 2-3 bài tôi đi xuống một người kia ca, không một ai bè cho ai, không một ai background cho ai. Cái điều đó rất là dở, nó làm cho cái ban nhạc nó trở thành một cái, nó giống như là xếp hàng đi chợ, nó không còn là một bài nghệ thuật. Mà em thấy là nhạc nước ngoài phần đông rất là nhiều bài phải có bè, phải có background, backup rất là kỹ càng, và đó là một điều là thiếu sót chính vì nhạc Việt Nam như vậy. Thành ra lúc nào cũng chỉ là các cô đơn ca, không cô nào
hoặc là không ca sĩ nào chịu mà đứng sau một ca sĩ khác để đứng bè. Điều đó là điều rất là... Nếu nói về vấn đề đó thì phải nói là trong cái giới nhạc Việt Nam đó, có thể nhiều người nữa mà anh không biết, anh chỉ biết một vài người thôi. Thì anh lấy một cái thí dụ điển hình là một người anh rất là phục, cô Trần Thu Hà. Trần Thu Hà là một ca sĩ nổi tiếng, thuộc hạng top rồi. Yes. Nhưng mà sẵn lòng đi ra hát chung với tất cả mọi ca sĩ. Và khi cô ấy hát chung đó, là cô hát cái phần mà để mà đưa người kia lên, chứ không phải ra hát để mà giành lên mình nổi hơn người kia. Thì wow, cái đó là cái anh rất là phục cô ấy. Wow. À, tính tình rất là dễ thương. Nhưng mà cái chuyện đề mà thứ nhất ra đứng để mà chịu hát chung với một ca sĩ mà không nổi tiếng là một chuyện đúng không rồi. Có rồi. Đúng rồi. Đây là chuyện hát chung nhưng mà lại kiếm cách hát để mà đưa cái người kia lên. Cái đó rất ít. Cái đó có đó, cái đó nó hay. Cái đó hay cũng là mình một cái sự học hỏi. Đối với em thì đúng rồi, anh cũng nói đúng. Cái vấn đề đó là ca bè. Bè chuối hay bè gì cũng vậy. Mỗi lần mà tại sao tôi phải bè với chị? Tại sao chị bè với tôi? Cái chuyện mà đi ca bè với nhau nó có nhiều thứ mình xích mích. Đối với em với cái niềm gọi là em đi hát bao nhiêu chục năm nay, thì cái niềm hạnh phúc nhất của em thì em có những gì? Lúc mà nhận check. Chưa. Anh à, nhận check xong rồi nói ủa. Sao nói đằng mà đưa cái đó đúng nhất. Không, cái này có thật lúc ngày xưa. Thầy chưa không dám nói. Có một lần vừa hát xong bài cuối cùng là hai vợ chồng em thay cái câu là hát xong rồi, đưa tiền. Nếu mà chú Huy đã bóc ra đó thì Khanh nói thiệt luôn á, là nhiều đêm á, trước khi đi làm là mệt quá, nghỉ hồi năm sâu sâu mệt chứ mệt đó, nhưng mà có chỗ mình thích, có chỗ hát là vì tiền đó, cho nên nữa hả, nhiều khi hát mà chỗ người ta đang ăn nhồm nhòm hay là quán nhậu thì cũng phải hát vậy, thì cái giờ đó giờ sớm thì mình còn rảnh mình vẫn nhận để mình kiếm thêm. Đó là chuyện bên Việt Nam. Đó là Việt Nam. Rồi qua bên này, không phải, vẫn ở Việt Nam thì có chỗ là mình hát vì tiền, có chỗ là mình hát vì thích, vì được hát những cái loại nhạc mà mình thích và cái khách nó ngồi thưởng thức im lặng. Em nghĩ mệt quá trời ơi. Xong khi em nghĩ đếm em cộng. Cái số đó nó có vẻ thu hút hơn, thế là lại xách váy đi đó. Cái đó có đó, tại vì mình đi ca sĩ là đi chạy nhiều nơi, cái mỗi đi chạy nhiều nơi đâu phải là nơi chỗ nào cũng là khách người ta thích mình mà hay thưởng thức đâu, phải không anh? Có nhiều nơi giống như em nói được, quán nhậu nó ngồi thì ăn tới nói chuyện, nhiều khi rất là disrespect một người ca sĩ và một người nhạc sĩ trên sân khấu. Không, bây giờ thế này nè, ca sĩ lên hát khách không ok, khách nhào lên sân khấu đứng cạnh ca sĩ chụp hình rồi xong đi xuống rồi xong. Có nghĩa là check in là người ta đã đến đấy hôm đấy, có mặt trong buổi đấy, còn nhiều khi còn hát không, cái gì cũng không biết, có ai hát cũng không biết luôn. Wow, cái ca sĩ đang đứng hát mà tự nhiên một 18, 19, 20 khách đứng trước mặt ca sĩ chụp hình xong cái đi xuống rồi xong. Wow. Trend bây giờ rồi chú. Không, mà cái đó thật chứ, cái đó là cái vui nhất. Nói tới nghệ sĩ ai cũng khác, cũng đương nhiên cái này là một cái nghề ai cũng phải cần tiền đi làm, nhưng mà cái sự yêu nghề nó cũng phải có, chứ không đi khác mỗi đêm cũng cực lắm anh ạ. Chán chứ không phải cực. Vậy cái nào mà đối với em trong cái lúc em đi hát mà cảm thấy làm cho em buồn mà chán nặng nhất? Hát xong không có tiền. Không, nhiều khi chỗ đó ế quá, thế chủ méo thì cũng tội. Bị giật chứ. Xô chưa? Em đời em may chưa bị. Anh bị giật xô chưa? Thì anh giật người ta chứ anh giật anh. Nó đúng ra đó thì Vân Canh phải nói như này, lúc hát xong không có tiền thì cái đó là xong rồi, phải không? Mà cái khổ nhất là đang hát mà vừa hát cứ vừa nghĩ không biết là cứ giờ chót cái đường lãnh tiền này không. Tại vì do mình cũng bỏ công đi rồi mà giờ khách không vắng quá rồi. Nhìn sao thấy, không còn là Trần Thị Bàn với Nguyễn Văn Nghế. Nhưng mà anh có bị giật show chưa? Anh cũng không đến nỗi nào, nhưng mà anh nhìn thấy khách ế là anh biết là không có lâu, thành ra một hai hôm là anh chuồn lên trong mắt. Anh có bị giật show chưa anh Trung? Chưa.
cho chúng em có rồi, nói tới cái thời lúc em mới qua anh vừa hát xong cái không thấy bột show đâu tiêu, cái ca sĩ nào cái đó bột show nó mất tiêu rồi, vừa ca vừa kiếp hả, mà nhạc đi show xong cái trả tiền phần lại trả check rồi bột show book cho một show nữa, mình không muốn đi nữa tại vì không thích rồi check lụm liền. Bị ngày xưa tôi chị bị nhiều lắm, em bị cũng khá nhiều anh. Cái thời của chị đi hát vô cùng đã xoay, tại sao mà không còn đi, không còn cái hứng thú đi hát nữa, là vì mình hát cũng phải vì cái cuộc sống của mình mà đi như vậy á, đa số 10 show cũng bị dứt, cái 4 show còn đi hát để làm cái gì? Không, nó bị gối đầu ý nhi. Yes. Thí dụ là thiếu người này một show, gọi show thứ nhì, không hát là mất luôn. Thì phải đi hát. Bữa nay bữa nay cái chương trình này coi chừng tấn công bộ show nhiều lắm á nha. Bộ show đang điểm mặt, nó đang coi mà điểm mặt. Bây giờ thì đắt lên à, Huy ít khi sợ bộ show lắm. Nhưng mà cái đó là em nói và anh Huy nói thôi, chứ còn Khanh cũng như anh là nhân chung là không gì hết, mình vô tội mà, đâu phải mình nói đâu. Cái là tại vì em nói thật cũng vì như vậy là phải giải nghệ. Yeah. Giải nghệ thì mới chứ nói chứ cái thời đó thôi, chứ bây giờ thì không đến nỗi đó anh Lê Huy hả? Thì có, bây giờ không biết. Cũng tùy giờ, tại vì những cái show lớn mà những bầu show có tiếng rồi đó, người ta không dám giật. Đúng rồi. Nhưng mà mình nói về những cái show mà đi những tiểu bang xa thì người ta không biết được nữa. Cái thời đó thôi, chứ ngày xưa đó chứ còn bây giờ đa số những cái casino. Em đi cho những người bầu show mà làm cho casino và những cái bầu show lớn thì thường không có. Những cái đó thì là không bị rồi. Đúng rồi, nhưng mà rồi nói tới bài hát thì bây giờ nói tới về cái chương trình của em trong trong cuối năm này đi. Em có dự trù có những cái show hoặc có những cái CD gì mà em muốn làm cho mình hay không? Dạ chưa, em vẫn chưa có plan cái đó. Em chưa có nguồn cảm hứng để mà lại dấn thân vào cái đấy. Nếu mà em phải tự tổ chức, phải bán vé rồi này kia đó thì em ngại lắm, em không muốn làm nữa. Còn nếu mà em đã chuẩn bị trong túi, em có tiền rồi á, tiền của em bỏ ra thì em chơi. Chứ còn mà bây giờ mà còn ấy thì thôi em lại rút. Mà nói cho các bạn vô lý. Sao chứ? Tại sao lại bỏ tiền ra, mất tiền để mà chơi? Thì giống như Lê Huy vậy đó. Tại vì Khanh Lê Huy làm không cần lời, chỉ cần lỗ mà vui thôi. Không, nói cái đó không đúng. Ông anh Lê Huy có tiền. Ai làm mà không cần lời, không được lời thôi. Nhưng mà vấn đề mình phải làm đó, tại vì mình muốn chơi cái loại nhạc của mình. Thì đó, Khanh cũng như vậy. Mình đi đó. Làm cho những bầu show khác, mình phải chơi theo người ta. Cái này mình chơi cho mình. Đúng thì rồi. Cho mình mất tiền mà mình được chơi cái nhạc của mình là mình hồi vốn rồi. Yeah. Đó là hồi vốn cái đó đó. Đó thì đó, Khanh cũng nghĩ vậy. Muốn tổ chức theo kiểu của em, muốn hát theo kiểu của em, băng nhạc này kia, nói chung là theo kiểu của em thì có tiền thì chơi, còn chưa thì khoán. Nhà bầu show ngoài đằng sau đó anh Huy thì ảnh sẽ tổ chức thêm vài chục show sang năm tới, thì hy vọng là trong vài chục show của anh sẽ có tiếng hát của Văn Khanh rồi có luôn anh Đắc Lăng. Vân Khanh, Vân Quỳnh là hai tiếng hát mà anh rất là thích, rất là yêu. Còn Đắc Lân á là phổ thôi, không có loại nhạc riêng của Đắc Lân rồi. Anh rất thích chơi Đắc Lân, tại vì như Đắc Lân nói nãy chơi nhạc 60-70 đó, Đắc Lân thuộc nhiều vô cùng. Đó. Và rất là chịu khó. Đại khái như là cái hôm mà đám ma của Minh Phúc đó, ra thì phải lựa những cái bài mà Minh Phúc hát. Thì trong đó có một vài bài rất là khó, rất là dài mà không có ai hát nữa, mà đưa Đắc Lân làm một cái rụp. Anh, nếu một ngày nào đây mà em muốn anh play lại và những nhạc của anh Lê Quốc Hào giống như ngày xưa ban nhạc Phượng Hoàng, thì có dịp nào mình có thể mình bring back those music không anh? Ủa, anh làm hồi chứ mấy chương trình của anh làm nhạc Phượng Hoàng nhiều lắm. Mấy năm trước rồi. Đâu, mới cái tháng 2 mới rồi anh có làm. Ồ, tháng 2 vừa rồi. Tại vì anh không lên talk show của em, thành ra em không biết đó. Vậy nhưng mà sắp tới thì nếu mà có thì quý vị nhớ đến ủng hộ những cái chương trình của anh Lê Huy tổ chức trong quận cao này, phải không anh Đắc Lăng? Còn như là em cũng mong rằng anh Đắc Lăng cũng sẽ tổ chức cho gia đình anh và hai đứa con yêu dấu của anh mong mong có một cái chương trình về nhạc OD hả?
thì có thể mình hội ngộ với nhau là vui lắm anh ha. Và bài cuối cùng bây giờ mình mời khán giả để thưởng thức một bài cuối cùng để mình tạm biệt. Thì phần cuối chương trình thì Thanh muốn gửi lời chào đến khán giả như thế nào? Chào quý vị khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Đúng rồi. Chúc quý vị luôn bình an, vui vẻ và thưởng thức những cái talk show còn của chị Nhi. Yeah, và nhất là còn hứng thú nghe nhạc và hứng thú bỏ tiền mua vé nghe nhạc. Mình đã nói còn mình mớm lời cho Vân Khanh rồi. Thì cảm ơn Little Sài Gòn TV, cảm ơn Y Nhi và cảm ơn tất cả các khán thính giả đã bỏ công ngồi coi cái chương trình này. Hy vọng là những cái tán dóc gọi là tán gẫu của anh em chúng tôi, những cái bộc bạch hết sức là sự thật và nó hơi có vẻ đụng chạm đến nghề nghiệp, trong cái nghề nghiệp thì các bạn hoặc là các bạn đồng nghiệp cũng thông cảm cho, bởi vì đó là sự thật. Mình nói vui với nhau chứ không có ý ám chỉ ai hết. Xin cảm ơn. Cảm ơn Y Nhi, cảm ơn đài cho anh có dịp để mà đàn lại sau một thời gian không đàn. Và nhất là cảm ơn hai cô ca sĩ. Và hàng ngày phải cảm ơn hơn ai hết là Đắc Lân và Trung đã giúp cho cái phần nhạc đệ ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Mà em chúc anh sức khỏe nhiều để mà có thể còn mang những dòng nhạc và cũng như những sự nghệ thuật trở lại sân khấu ngày gần đây ha. Thì cũng cảm ơn anh Đắc Lân rất nhiều. Tại vì mỗi lần anh cũng tích cực rồi gọi ca sĩ và cũng như cho mượn một cái nhà rất là dễ thương, nhất là chị Kimberly. Yes. Rất là yêu nghề anh Trung nha. Last minute lúc nào anh cũng back up rồi rất là dễ thương. Rồi chị cũng chúc em thành công. Hy vọng là em được sớm kiếm được một cái con đường đi mà trở lại. Chị nghĩ là không lâu thì cái những cái dòng nhạc mà em đã từng hát sẽ trở lại với cái tại vì bây giờ tất cả đều trở lại. Thì hy vọng là những cái dòng nhạc mà Y Nhi, chương trình Y Nhi and Friend có thể gợi nhớ và mang lại những cái kỷ niệm tốt đẹp đến cho quý vị. Và bây giờ cái bài cuối cùng có một bài rất ý nghĩa, đó là cái bài Yesterday Once More, phải để mang lại những kỷ niệm tốt đẹp phải không ạ? Giống như yesterday. Xin quý vị thưởng thức. Makes today seem rather sad.
Once more,